bạn đang nghe truyện võng du chi mệnh luân chi chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 365, Tiên Tung Cốc Nguyễn Ngữ nói, Lão Hồ, hiện tại ta cũng không mong Đông Ly có tỉ muội gì, sau này ngươi lại hỏi nàng xem có thể giới thiệu cho ta một người yêu không, bóc hay không cũng được, yêu tộc hay không cũng được, ta đều chấp nhận hết. Nguyên khí của ta bao ăn no, hồ ngôn đỡ tráng, đây đều là đồng đội gì thế? Không có, không phải Đông Ly đã nói, sau khi thực lực của nàng tăng lên mới thu hoạch được thuộc tính nguyên khí sao? Hẹp hòi, đừng nói nhiều, thời gian sắp đến rồi, Hồ Ngôn vừa nói xong, rất nhiều thẻ bài trong tay ba người tiểu đội hỏa thần đều tự động phân giải thành hạt ánh sáng bé nhỏ, trôi về giữa không trung. Tất cả tinh huyết kết tinh, thiên phú đầu cốt do Giang Khải chuẩn bị đều phân giải, bay về phía mặt trăng giữa trời ánh sáng không ngừng tụ tập lại tạo thành một dải ánh sáng treo lơ lửng giữa đường đi, phía cuối đường đi thông vào trong ngọn núi. Mở bản đồ ẩn. Giang Khải đi về phía trước, đứng trên con đường ánh sáng. Điều thần kỳ là, con đường do ánh sáng tạo thành lại đỡ được thân thể của Giang Khải. Có thể đi. Giang Khải nói ra sau lưng, nhanh, bản đồ chỉ mở ra một phút, nói xong, Giang Khải đã chạy dọc theo con đường này về phía trước hồ ngôn và nguyễn ngữ theo sát phía sau con đường sau lưng hồ ngôn đang nhanh chóng biến mất bọn họ vội vàng tăng nhanh tốc độ nhảy vào ngọn núi trước khi đường đi biến mất sau khi đám người giang khải rơi xuống từ giữa không trung nhìn cảnh tượng trước mặt lại hơi khó tin bọn họ như lao qua vách đá nhưng lúc này bọn họ lại vững vàng đứng trên mặt đất trước mắt là một khu rừng rộng lớn bóng dáng dãy núi xung quanh liên miên không dứt dưới bóng đêm không có cách nào phán đoán khoảng cách nhưng vẫn có thể nhìn ra tiên tung cốc tuyệt đối không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé như là sơn cốc của hát viên. Vì nơi này là bản đồ ẩn, trên thị trường căn bản không có bản đồ, tin tức của tiên tung cốc, đám người gian khải chỉ có thể dựa vào bản thân để thăm dò cả khu vực này. Lúc này tầm nhìn của tiên tung cốc quá kém, cân nhắc đến việc hồ ngôn và nguyễn ngữ chịu ảnh hưởng rất lớn, gian khải hạ lệnh nghỉ ngơi trước. Đến rạng sáng ngày hôm sau, sắc trời hơi sáng, Giang Khải lại đánh thức đồng đội. Ta đi trước các ngươi đi theo ta, cố gắng tìm giả thú lạc đàn trước xem thực lực như thế nào. Giang Khải khẽ dạng dò. Ba người đi trong khu rừng. Mười mấy phút sau, Giang Khải phát hiện trong rừng có một con giả thú. Đó là một sinh vật trên người mọc đầy lông màu đen, đầu giống với hắc báo. Lúc này nó đang cuộn tròn cả người, nằm ngủ trong bụi cỏ mềm mại. Giang Khải trốn trong bụi cỏ, lấy ra truy mệnh tụ lực một lát, bắn thẳng ra ngoài, lấy thuộc tính hiện tại của Giang Khải, đối phó với loại giả thú bình thường này đã là 10 phần chắc chính, một khi có bạo kích sẽ có thể nhẹ nhàng miễu sát. Ngay lúc truy mệnh sắp đánh trúng thân thể hắc bao, quanh người tự phát bắn ra một tầng khí thuẫn, trực tiếp đánh bay năm thanh truy mệnh của Giang Khải, điều này. Giang Khải trợn to mắt. Nhưng vào lúc này hắc báo đã tỉnh lại, nó đứng thẳng người, ánh mắt khóa chặt ba người Giang Khải. Tên này là hai chân chạm đất, hắc báo tinh. Nguyễn Ngữ khẽ kêu lên một tiếng, nó vừa dùng chân khí. Không thể nào, sau khi hắc báo tinh đứng lên, chiều cao đạt đến khoảng 2,5 mét, chỉ một giây sau nó nhào về phía Giang Khải lại chạy bằng bốn chân, cứ vậy tốc độ di chuyển lập tức tăng vọt lên một cấp bậc. Trong đầu Giang Khải nhanh chóng xoay chuyển. Nhìn từ hình thể của hắc báo tinh, chắc nó chỉ là một giả thú bình thường, nhưng một giả thú bình thường lại có thể ngăn cản cửu kiếp truy mệnh của hắn, điều này lại rất khủng bố lúc này tốc độ của hát báo càng khoa trương hơn giang khải dựa vào quỷ nhãn phát hiện thật ra bốn chân của nó cũng không chạm vào mặt đất thật càng giống như dẫm lên một tầng sóng khí giả thú bình thường cũng có chân khí đây là cái quỷ gì tốc độ của hát báo tinh cực nhanh trong chớp mắt đã nhào về phía giang khải giang khải dùng một động tác giả dụ dỗ hát báo tinh một giây sau đột nhiên quay người lướt ngang sang một bên khác đồng thời bắn ra bốn thanh truy mệnh ầm 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 truy mệnh lại đâm vào trên sóng khí hộ thể của hát báo tinh Quỷ khóc lang hào. Hồ ngôn trốn trong bụi cỏ lập tức phát động kỹ năng. Mười vong hồn màu đen dâng lên từ trong lòng đất, nhào về phía hắc báo, trong nháy mắt xuyên qua thân thể hắc báo. Trong nháy mắt, hắc báo không cách nào hành động. Giang Khải thấy thế lập tức bắn ra bảy chui truy mệnh. Đối mặt với cái bi cố định kia, Giang Khải lựa chọn tập trung công tiếp vào một điểm. Ba thanh truy mệnh đầu lại bị đánh bay, cho đến thanh truy mệnh thứ tư, cuối cùng đã thành công đánh tan sóng khí phòng ngự của đối phương. Sau khi truy mệnh đột phá sóng khí phòng ngự gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hát báo tin. Mấy thanh truy mệnh phía sau theo sát, ba tiếng phốc 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 lần lượt xuyên thủng thân thể hát báo tin. Hát báo tin này bị trọng thương, cuối cùng ngã trên mặt đất không động đậy. Chúc mừng ngài đánh giết bí tu hát báo tin, 10 năm, kinh nghiệm của ngài đã đủ, không cách nào lấy được kinh nghiệm xin nhanh chóng tăng đẳng cấp chức nghiệp của ngài. Thu hoạch được xác bí tu hắc báo tinh một, thu hoạch được bí tu tinh phách, 10 năm, một, bên tai Giang Khải vang lên giọng hệ thống, hắn vội vàng đi đến trước mặt hắc báo tinh. Xác hắc báo tinh đã biến thành một tấm thẻ bài, đồng thời trong miệng hắc báo tinh nhả ra một tinh thể phát sáng. Bí tu tinh phách. Giang Khải cầm viên tinh thể kia lên, sử dụng thẻ giám định tiến hành giám định. Bí tu tinh phách, 10 năm có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị trong tài liệu bí dược thuộc tính sơ cấp, trực tiếp sử dụng có thể tăng 5.000 điểm kinh nghiệm. Bí tu tinh phách bình thường không cách nào tồn tại độc lập thời gian dài, cũng không thể dung hợp với thân thể. Hai bí tu tinh phách dung hợp có thể đạt được phần bí tu tinh phách có số năm cao hơn. Bí tu tinh phách không cách nào tồn tại độc lập thời gian dài, năm càng thấp thì thời gian tồn tại càng ngắn, cần nhanh chóng sử dụng. Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ cũng thấy kết quả mà thẻ giám định đưa ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thứ như bí tu tinh phách, tinh phách bình thường không cách nào dung hợp với thân thể, nói cách khác loại đặc thù có thể dung hợp. Giang Khải ngạc nhiên nhìn về phía đồng bọn. Trong bản đồ ẩn có cái gì? Rất nhiều quái biến dị, dung hợp thân thể còn có tác dụng gì? Hồ Ngôn khó hiểu nói. Không biết, cho đến bây giờ ta chưa từng nghe nói về thứ này ngay cả nguyễn ngữ kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói có thể thấy thứ này vô cùng hiếm thấy bí tu tinh phách không có cách nào tồn tại độc lập thời gian dài giang khải trực tiếp ném tinh phách cho hồ ngôn các ngươi ăn trước năm nghìn kinh nghiệm cũng không ít hồ ngôn cầm tinh phách rung giọng nói thứ này có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị thứ đồ chơi kia rất đắt ta cứ ăn như vậy giang khải vô cùng lạnh nhạt ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa nói không sao trước kia ta từng ăn thứ đắt hơn Lúc trước ăn một miếng bằng một căn biệt thự tỉnh Tâm Hồ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Giang Khải. Độ khó đánh giết con bí tu hát báo tin thứ nhất hơi khó nằm ngoài tưởng tượng của Giang Khải. Nhìn từ quá trình đánh chết, trong tình huống bí tu hát báo tin không có đề phòng vẫn có sóng khí hộ thể. Nhưng nếu nó ở trong trạng thái khống chế, sóng khí hộ thể có thể bị đánh xuyên, chỉ có điều cần đánh chính xác vào một vị trí. Chỉ cần đánh xuyên qua sóng khí hộ thể, nhục thân của nó lại có lực phòng ngự rất thấp, chỉ cần bạo kích là có thể miễu sát. Xem ra sóng khí phòng ngự của bí tu hắc báo tinh khác với phòng bình thường, không phá được sóng khí hộ thể, truy mệnh cũng không thể đánh ra bạo kích, nhưng lặp đi lặp lại công kích có thể phá hỏng năng lực phòng ngự của nó, hơn nữa năng lực phòng ngự của bọn nó rất yếu. Giang Khải suy nghĩ, nói với Hồ Ngôn, Lão Hồ, lần sau ngươi trực tiếp dùng quỷ khốc lan hào khống chế, chúng ta xem có ba, bốn con tập trung một chỗ, thử xem có thể giết cả đám không. Nguyễn Ngữ, ngươi bảo vệ lão hồ. Tốc độ của bí tu hắc báo tin nhanh hơn đám giả thú bên ngoài rất nhiều, đã rõ, sau khi đặt ra chiến thuật, tiểu đội hỏa thần tiếp tục đi sâu vào tiên tung cốc. Theo bọn họ không ngừng đi sâu hơn cũng bắt đầu gặp được bầy báo. Giang Khải tránh những bầy báo có quy mô lớn, tìm ra một bầy báo quy mô nhỏ có 5, 6 con tụ tập. Lão Hồ, ngươi khống chế trước. Giang Khải vừa nói, đồng thời hai tay đã cầm lấy truy mệnh. Hồ Ngôn gật đầu, sau khi chuẩn bị một khoảng ngắn khẽ quát một tiếng, quỷ khốc lang hào trên mặt đất dâng lên từng bóng đen, quanh quẩn ở trên không trung, số lượng đạt đến hơn trăm con. Trong sự khống chế của Hồ Ngôn, những vong hồn này nhanh chóng nhào về phía bầy báo. Vong hồn công kích im hơi lặng tiếng, trong nháy mắt rất nhiều bóng đen xuyên qua thân thể hắc báo tinh, trong đó có hai con xuất hiện trạng thái bể mật ba con hát báo tin còn lại lập tức cảnh giác, nhanh chóng phát hiện hồ ngôn đang thi pháp, mạnh mẽ nhào về phía bên này. Hồ ngôn lập tức khống chế vong hồn tiến hành công kích lần hai với ba con hát báo kia. Cùng lúc đó, Giang Khải đã nhảy ra khỏi bụi cỏ, hắn ném ra ba thanh phi tiêu hấp dẫn sự chú ý của ba con hát báo tin, sau đó vừa nhanh chóng lao đi vừa phát động tấn công mạnh mẽ với hai con hát báo tin bị bể mật. Xét thấy đặc tính phòng ngự của sóng khí hộ thể, Giang Khải không sử dụng tôi lửa, trực tiếp lợi dụng năng lực bắn ra chuẩn xác để tiến hành công kích lặp đi lặp lại. Sau 4 năm lần công kích, cuối cùng sóng khí hộ thể bị truy mệnh đánh xuyên. Thấy hộ thể bị phá, Giang Khải tiếp tục công kích. Phốc 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 phốc, sau khi liên tục bắn trúng, hai con hắc báo tinh này chết ngay tại chỗ. Lúc này, Hồ Ngôn lại dùng quỷ khốc lan hào khiến ba con hắc báo tinh còn lại bị bể mật. Giang Khải bắt trước làm theo, đánh giết ba con hắc báo tinh. Thu hoạch được sát bí tu hắc báo tinh một, thu hoạch được bí tu tinh phách, 12 năm, 1. Thu hoạch được sát bí tu hát báo tinh một thu hoạch được bí tu tinh phách, 11 năm, 1. Thu hoạch được sát bí tu hát báo tinh một thu hoạch được bí tu tinh phách, 14 năm, 1. Giang Khải nhặt sát hát báo tinh và năm tinh phách lên, đi về phía hồ ngôn và Nguyễn Ngữ. Nguyễn Ngữ, thứ này có thể dung hợp, dung hợp thế nào, ta cũng không biết, ta thử chút xem sao. Nguyễn Ngữ nói xong, lấy ra một cái lò sắt nhỏ từ trong túi thẻ. Đây là vật chứa dung hợp, rất nhiều đồ vật có thể dung hợp sẽ thông qua vật chứa dung hợp để tiến hành dung hợp. Cũng không biết có cần dung hợp tài liệu khác không, chỉ có thể xem trước thế nào. Nói xong, Nguyễn Ngữ lấy ra một viên tinh phách 11 năm và một viên 12 năm, cùng để vào vật chứa dung hợp. Sau đó, Nguyễn Ngữ đậy nắp kim loại lên, chờ khoảng một phút trong thùng dung hợp bắn ra một tia sáng trắng, sau đó tia sáng trắng biến mất. Được rồi. Bản thân Nguyễn Ngữ cũng thấy hơi ngạc nhiên, lập tức lấy vật phẩm bên trong ra vốn là hai quả cầu dạng tinh thể, sau khi trải qua dung hợp lại biến thành một quả cầu có kích cỡ lớn hơn. Giang Khải dùng thể giám định để giám định. Bí tu tinh phách 17 năm, nhân công dung hợp thu hoạch được, có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị trong tài liệu bí dược thuộc tính sơ cấp, trực tiếp sử dụng có thể tăng 8.500 điểm kinh nghiệm, chưa xuất hiện thuộc tính khác. Bí tu tinh phách dưới 20 năm chỉ có thể tiếp nhận một lần nhân công dung hợp. 11 thêm 12, vậy chắc là 23, một năm tính là 500 điểm kinh nghiệm, thua lỗ. Nguyễn Ngữ cao mày nói. Nhưng ánh mắt Giang Khải vẫn dừng ở câu nói sau cùng, chưa xuất hiện thuộc tính khác. Chờ chút, ta suy đoán trong quá trình dung hợp có thể sẽ tổn thất một vài tỷ lệ năng lượng, cho nên không đạt được 23 năm, nhưng dung hợp cũng có một lợi ích là có khả năng xuất hiện thuộc tính mới. Giang Khải nhìn về phía Nguyễn Ngữ. Đúng vậy, nếu không kết quả giám định sẽ không đặc biệt nhắc một câu như vậy hồ ngôn cũng suy nghĩ suy nghĩ nguyễn ngữ lại nói có khải đội dẫn bọn ta thăng cấp thật ra kinh nghiệm cũng không quá quan trọng nhưng có thể tiến thêm một bước phát triển thuộc tính mới biết đâu sẽ có tác dụng lớn khải đội nếu không hai người các ngươi giết chậm chút lão hồ cũng có năng lực tự vệ ta sẽ phụ trách dung hợp tinh phách giang khải suy nghĩ gật đầu nói được lão hồ tiêu hao còn có thể chấp nhận không khải đội quỷ khốc lang hào chủ yếu là kết nối với vong hồn tiêu hao không quá nghiêm trọng được vậy chúng ta tiếp tục tỷ lệ bể mật trong quỷ khốc lang hào của ngươi rất cao chúng ta có thể tăng tốc độ đi săn viên tinh phách dung hợp kia cho hồ ngôn ăn trước thầy phong thủy đã có tài liệu chuyển chức tứ giai đưa kinh nghiệm cho hồ ngôn thì tỷ lệ lãng phí cũng là nhỏ nhất sau khi phân công lại tiểu đội hỏa thần tăng nhanh tốc độ đi săn Nguyễn Ngữ vẫn đang liều mạng thả tinh phách vào trong thùng dung hợp. Liên tục dung hợp hai mươi lần không có lần nào xuất hiện thuộc tính mới. Lúc này, Khải Đội và Lão Hồ đang cùng giết một đám hát báo tin. Một mình Nguyễn Ngữ ngồi trong bụi cỏ, trên tay hắn ta còn có bốn viên tinh phách. Hai mươi mấy lần, một lần cũng không dung hợp ra thuộc tính mới. Nguyễn Ngữ cao mày, đang chuẩn bị cho hai viên tinh phách vào, đột nhiên dừng tay. Má, Lão Tử mặc kệ ta cũng không tin không dung hợp ra một cái nói xong hắn ta dứt khoát cho hết bốn viên còn lại vào dù sao cũng không nói chỉ có thể dung hợp hai viên một lần một lát sau trong thùng dung hợp bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt nguyễn ngữ sợ đến mức ngồi bệt trong bụi cỏ chờ sau khi hắn ta xác định vật chứa dung hợp không nổ tung lại đến gần lấy thành phẩm ở bên trong ra màu đỏ trước đó đều là màu trắng hắn ta vội vàng đưa tay lấy thẻ giám định tiến hành giám định tinh phách. Bí tu tinh phách 24 năm, nhân công dung hợp thu hoạch được tinh phẩm, có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị trong tài liệu bí dược thuộc tính sơ cấp, trực tiếp sử dụng có thể tăng 24.000 điểm kinh nghiệm. Đặc tính tinh phẩm, sau khi sử dụng tăng 10 điểm cường độ hỏa diễm. Cường độ hỏa diễm, có thể tăng nhiệt độ hỏa diễm, tổn thương, tăng phòng ngự vật lý, lực phá hoại của lực phòng ngự hình thái năng lượng chờ giang khải giải quyết bày báo trước mắt nguyễn ngữ hào hứng chạy ra từ trong bụi cỏ trong tay còn cầm một viên tinh phách màu đỏ sau khi thấy kết quả giám định giang khải và hồ ngôn đều rất ngạc nhiên tăng cường độ hỏa diễm nguyễn ngữ vội vàng nói đều là hỏa diễm cũng có phân chia mạnh yếu khải đội tung hỏa phạm của ngươi có cường độ hỏa diễm không cao chắc ngươi cũng chú ý tung hỏa phạm gần như không cung cấp tổn thương hỏa diễm ngoài định mức giang khải gật đầu tung hỏa phạm kèm theo hỏa diễm, chỉ có lúc truy mệnh xuất hiện bạo kích mới có thể miễu sát, thật ra bản thân cũng không có tổn thương ngoài định mức. Nói rõ cường độ hỏa diễm của tung hỏa phạm rất thấp. 10 điểm cường độ hỏa diễm là khái niệm gì? Giang Khải hỏi. Trước kia chưa từng xuất hiện đồ vật trực tiếp tăng cường độ hỏa diễm thế này, nên ta cũng không biết. Nguyễn Ngữ nói, Khải đội, ngươi thử một chút thì biết. Giang Khải cũng hơi đau lòng 12.000 điểm kinh nghiệm này, hắn ăn hết tương đương với việc lãng phí nhưng lại không nhịn được lòng tò mò. Được, lãng phí thì lãng phí một viên đi. Giang Khải tiếp nhận tinh phách, một ngụm nuốt vào. Tinh phách không có hương vị gì, cảm giác mềm dẻo rất dễ nuốt xuống. Sau khi ăn tinh phách, Giang Khải chỉ cảm thấy bụng dưới trướng nóng, một dòng nước ấm chảy qua cả người. Giang Khải lập tức cầm một thanh truy mệnh, bắn thẳng về phía cây cuối bên cạnh. Quanh một tiếng, mảnh rừng cây kia dấy lên ngọn lửa lớn rừng rực, tuy thế lực không mạnh mẽ bằng lúc bạo kích nhưng thời gian càng lâu càng kéo dài không ngừng, đột nhiên, đống lửa bùng lên, ngọn lửa lập tức xông thẳng lên chân trời, đám lửa bão kích. Tổn thương hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Giang Khải gật đầu, trước kia không có bạo kích đều là ngọn lửa màu xanh yếu ớt, hiện tại đã biến thành ngọn lửa màu đỏ. Điểm mấu chốt là lực phá hoại phòng ngự của hỏa diễm cũng tăng lên, khải đội. Nguyễn Ngữ kích động nói, đây mới là một viên tinh phách, nếu ngươi ăn thêm mấy cái sẽ tăng lên càng lớn hơn, tận mắt thấy uy lực của tinh phách, sự nhiệt tình của mọi người càng tăng lên. Tiểu đội tiếp tục tiến hành càng quét hình thức trải thảm với khu vực hiện tại. Sau khi tiêu diệt hai đợt bầy báo, bọn họ phát hiện một bầy báo cỡ lớn có 20 con hắc báo tinh. Trung tâm bầy báo có một con báo đốn kích cỡ lớn hơn đang nằm, hình thể gần như gấp hai hắc báo tinh bình thường. Tinh Anh, màu sắc khác với hát báo tinh khác, có khả năng còn là biến dị. Giang Khải khẽ nói. Hồ Ngôn ngồi sổng ở bên cạnh, đếm số lượng của hát báo tinh. Cộng thêm tinh anh, tất cả 20 con. Khải đội, đánh thế nào, tinh anh không chỉ có thuộc tính mạnh hơn, còn có thể có kỹ năng, đối mặt với bầy báo số lượng nhiều như vậy, Giang Khải suy nghĩ thêm chút mới nói. Vẫn dựa theo cách ban đầu, dùng quỷ khốc lan hào trước, tuy bày báo đông đúc nhưng tỷ lệ không đổi, số lượng bể mật cũng càng nhiều hơn, ta sẽ miễu sát hắc báo tinh bị bể mật trước. Ngoài ra, lão hồ phải thường xuyên chuẩn bị dùng dẫn lôi kiếp, có lẽ lần này không thể tiết kiệm kỹ năng. Hồ ngôn nhíu mày, khải đội, thời gian bể mật cũng chỉ có một hai giây, thực lực càng mạnh thời gian khống chế càng ngắn, ngươi muốn dùng truy mệnh phá sóng khí có khả năng không kịp. Giang Khải gật đầu, ta biết, cho nên lần này không dùng truy mệnh, dùng quan minh thần lệnh, nhắc đến quan minh thần lệnh, hồ ngôn lập tức hiểu ra, hắn ta không còn nghi ngờ, gật đầu nói, đã rõ. Nguyễn ngữ, nếu lão hồ không khống chế được tinh anh, ngươi phải giữ chặt nó tranh thủ thời gian cho chúng ta, được, sau khi đặt ra chiến thuật, tiểu đội hỏa thần lập tức bắt đầu hành động. Hồ ngôn lấy ra phong lôi trượng, đồng thời sử dụng quỷ khốc lan hào. Rất nhiều hồn thể màu đen theo từng tiếng hét chói tai nhanh chóng xuyên qua trong bầy báo. Lập tức có khoảng 10 con hắc báo tin xuất hiện trạng thái bể mật. Không biết là báo đốn có tính kháng cao hơn, hay là vận khí của hồ ngôn không tốt, con tin anh báo tin kia không bị bể mật, nó lập tức phát hiện kẻ địch, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, lập tức nhào về phía hồ ngôn. Nguyễn ngữ ta cả đời không kém ai. Nguyễn ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm hàng xương đại thuẫn trong tay xông ra khỏi bụi cỏ, qua, mỹ nhân, trẫm rất thích hình xăm của ngươi, ở một bên khác. Giang Khải đã ra tay. Tôi lửa. Quang Minh thần lệnh. Bắn ra một tấm thẻ màu vàng có ngọn lửa màu đỏ bao bọc bên ngoài bắn ra từ tay phải của hắn, sau khi chuẩn xác đánh trúng con hắc báo tinh thứ nhất, lập tức chuyển hướng sang đồng bạn sau lưng nó, lại bắn ra. Quang Minh thần lệnh bắn ra không tiêu hao năng lượng ngoài định mức, hơn nữa có thể căn cứ vào ý chí của Giang Khải để thay đổi tuyến đường, chỉ thấy một đạo ánh đỏ điên cuồng tán loạn trong bầy báo, trong chớp mắt Quang Minh thần lệnh đã đánh trúng hơn 15 mục tiêu, lần này Giang Khải sử dụng tôi lửa, sau khi hỏa diễm của hắn tăng cường độ hỏa diễm lập tức nhóm lửa bày báo, hỏa diễm đồng thời vòng quanh hình dáng sóng khí hộ thể. Chỉ thấy từng con hắc báo tinh bọc một đoàn lồng sáng hình tròn quanh người, lồng sáng đang chống cự hỏa diễm xâm nhập. Nhưng Quang Minh thần lệnh bắn ra cũng không dừng lại, tiếp tục nhanh chóng xuyên qua trong bầy báo. Điều khiến Giang Khải không ngờ là, lúc bắn ra vòng thứ hai quan minh thần lệnh lại trực tiếp đánh xuyên qua sóng khí hộ thể của rất nhiều hắc báo tinh địch mở hỏa diễm giảm bớt năng lực phòng ngự của sóng khí hộ thể quan minh thần lệnh công kích hai lần đã trực tiếp phá thuẫn giang khải vui mừng tôi lửa truy mệnh tuy quan minh thần lệnh phá thuẫn nhưng không có bạo kích giang khải cũng không miễu sát được hắc báo nhiệm vụ của truy mệnh cũng là hoàn thành đánh giết trong trạng thái phá thuẫn cửu kiếp truy mệnh của giang khải không còn đụng phải quá nhiều phòng ngự kết hợp nhóm lửa với bạo kích của truy mệnh, chiến thành biến thành một biển lửa, bên tai Giang Khải liên tục vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Thu hoạch được xác bí tu tinh phách bị đốt cháy khét một, thu hoạch được bí tu tinh phách, 14 năm, một, thu hoạch được xác bí tu tinh phách bị đốt cháy khét một, thu hoạch được bí tu tinh phách, 15 năm, một. Ngay cả Giang Khải cũng không ngờ, Quang Minh thần lệnh phối hợp với hỏa diễm được cường hóa lại có uy lực khủng bố như thế, chỉ một lát sau, Hắn đã đánh giết toàn bộ hát báo tin phổ thông ở nơi này Đúng vào lúc này, Giang Khải đã nghe được một tiếng gầm thét đột ngột Thái cực kiếm, hắn vội vàng quay đầu phát hiện Nguyễn Ngữ đã tiến vào trạng thái chân ngã Lúc này đang kịch chiến với báo đống tin Hồ Ngôn đã lợi dụng phong ngữ chú bay lên giữa không trung Đang chuẩn bị phát động kỳ vũ Hồ Ngôn, có thể tiết kiệm kỳ vũ Giang Khải hô to một tiếng Nguyễn Quỷ, ta đến giúp ngươi Tiểu Khải, ngươi đừng đến đây nó là của ta nguyễn ngữ giận quát một tiếng giang khải cũng tức đến đen cả mặt tên này sợ mình cướp đi tình yêu của hắn ta nhưng vì để tránh nguyễn ngữ bị thương trong lúc chiến đấu hoặc là tiêu hao quá nhiều thể lực giang khải không định để ý đến nguyễn ngữ mà trực tiếp ném ra truy mệnh không thể không nói năng lực kiềm chế của nguyễn ngữ khá khủng bố báo đống tin chỉ cần không để ý sẽ bị nguyễn ngữ chạm đến sóng khí hộ thể phòng được công kích lại không phòng được bàn tay háo sắc của Nguyễn Ngữ. Lông thật dày. Ta rất thích, dù sao báo tin cũng có xu thế thành tin, dù nghe không hiểu Nguyễn Ngữ nói cái gì, nó cũng có thể cảm giác được điều gì đó từ trong đôi mắt nóng trực của Nguyễn Ngữ. Báo đống tin đâu chịu được chuyện này, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Giang Khải. Trống. Báo đống tin tức giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Nguyễn Ngữ. Nhưng lúc trước ngư nhân lĩnh chủ đã chứng minh, bất kỳ ai bỏ qua gian khải đều chỉ có một kết cục mười mấy thanh truy mệnh tôi lửa nhanh chóng phá mất sóng khí hộ thể của báo đống tin trong mấy lần bạo kích liên tục thân thể báo đống tin trực tiếp bị đánh ra ba cái lỗ lớn lúc miễn ngữ đang đầy phấn khởi đột nhiên thấy báo tin bị đánh chết ngay tại chỗ lập tức như điện giật sụp đổ chạy đến bên cạnh báo tin hoa 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 của ta không tiểu khải ta hận ngươi chúc mừng ngài đánh giết bí tu tinh anh báo tinh, 30 năm, thu hoạch được xác bí tu báo đống tinh bị đốt cháy khét một, thu hoạch được bí tu tinh phách, 30 năm, một, Giang Khải không nhìn Nguyễn Ngữ đang đau lòng, thu hồi chiến lợi phẩm lập tức tìm được bảo rương tinh anh. Trong rương có rất nhiều khoáng thạch cao cấp, ba phần tinh huyết kết tinh biến dị, một món bảo cụ ngọc thạch, một quyển sách. Trải qua giám định, bảo cụ là khí công bảo ngọc, tam giai khí công bảo ngọc cung cấp một tầng sóng khí phòng ngự sóng khí phòng ngự có năng lực phòng ngự khá mạnh với công kích vật lý sẽ không bị bạo kích không tiếp nhận tổn thương đâm xuyên phòng ngự sóng khí có độ bên sau khi tiêu hao hết sẽ biến mất độ bền của sóng khí tăng lên theo đẳng cấp tăng lên một tin anh đã rơi bảo cụ tam giai giang khải và hồ ngôn đều vô cùng vui mừng khải đội mau xem quyển sách kỹ năng kia hồ ngôn kích động nói tàn quyển không biết một thu thập tàn quyển từ một đến chín có thể hợp thành kỹ năng hoàn chỉnh giang khải cao mày phải thu thập đủ chín bản tàn quyển mới có thể hợp thành một bản kỹ năng độ khó của tiên tung cốc vốn đã cao hơn bản đồ bình thường giả thú nơi này đều có kỹ năng bá đạo như sóng khí hộ thể vậy kỹ năng cần chín tàn quyển mới có thể hợp thành e rằng có uy lực không bình thường tiểu đội hỏa thần đã đi săn thời gian rất lâu sau trận chiến này đám người giang khải tiêu hao không ít Nguyễn Ngữ đã ngủ, Giang Khải quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này. Có phong lôi trượng lại phối hợp với tinh thần giới chỉ, tốc độ khôi phục tinh thần của hồ ngôn còn nhanh hơn Giang Khải. Hắn ta vội vàng nhóm lửa nấu nước, đặt mấy miếng thịt tươi trên đám lửa nướng, sau khi làm xong lại đi đến bên cạnh Giang Khải. Giang Khải ngồi ở đó, nhìn ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, đôi mắt mất hồn. Khải đội, nghĩ gì thế? Hồ ngôn đi tới. Giang Khải lấy lại tinh thần, à ta đang suy nghĩ về quyển kỹ năng kia trước kia thấy sách kỹ năng trên cơ bản đều là ra thẳng tệ nhất cũng phân chia sách cao thấp lần này hay lắm lại chỉ ra tàn quyển không biết có thể hợp thành quyển kỹ năng kia không hồ ngôn nói cấp bậc của tiên tung cốc là cao nhất trong số bản đồ ẩn xuất hiện đồ vật mới cũng rất bình thường đêm hôm đó ta đã hỏi đông ly việc liên quan đến bản đồ ẩn nàng nói sau khi thái bình sơn đạo được mở ra vẫn chưa có ai tiến vào tiên tung cốc cho nên chúng ta là đội ngũ đầu tiên tiến vào. Đã không có ai đến đây, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần giết nhiều giả thú, biết đâu có thể thu thập đủ. Đợt đầu tiến vào bản đồ ẩn sẽ có lợi ích lớn nhất, dù sao ta mang theo đủ đồ tiếp tế, cùng lắm thì xoát quái ở đây mấy tháng, ngoại trừ bóp nơi này, ta cảm thấy chúng ta có thể xoát một lượt. Giang Khải trợn to mắt, mấy tháng, Hồ Ngôn cười nói, Khải đội, người thăng cấp quá nhanh nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ăn ngay nói thật đây mới là thao tác bình thường của quỷ tinh. Suy nghĩ, Giang Khải lại gật đầu, xem ra chúng ta cần phải ở lại nơi này một đoạn thời gian, nhưng chúng ta nhất định phải soát xong trong 3 tháng, 3 tháng sau còn có chuyện quan trọng, Giang Khải nhìn Nguyễn Ngữ một chút, tên kia đang ngủ say. Tinh phách không thể bảo tồn thời gian dài, Giang Khải trực tiếp dùng thần uy bảo ngọc loại bỏ trạng thái say rượu của Nguyễn Ngữ. Nguyễn Ngữ mở choàng mắt ra, hả? Ta đang ở đâu? Giang Khải cười nói, Ta dùng thần uy bảo ngọc, tranh thủ thời gian dung hợp tinh phách đi, cuối cùng Nguyễn Ngữ đã lấy lại tinh thần, nghe thấy đội trưởng phân phó lập tức thành thật làm việc. Sau khi có lần thành công dung hợp ra tinh phách tinh phẩm kia, hiện tại Nguyễn Ngữ cũng dung hợp 4 tinh phách với nhau. Nhưng không như mong muốn, mấy lần dung hợp đều không hợp thành tinh phẩm. 4 lần dung hợp đều thất bại. Nhưng tinh phách 20 năm trở lên có thể tiến hành dung hợp hai lần, một lần cuối cùng Nguyễn Ngữ được ăn cả ngã về không đặt hết bốn viên tinh phách 20 năm trở lên vào trong thùng dung hợp. Trong thùng dung hợp xuất hiện ánh sáng đỏ, Giang Khải và Hồ Ngôn đều trợn to mắt nhìn về phía Nguyễn Ngữ. Nguyễn Ngữ cười to vài tiếng, ha ha ha, cuối cùng đã thành công. Giang Khải dùng thẻ giám định tiến hành giám định viên tinh phách kia, không lâu sau trên thẻ giám định xuất hiện tin tức. Bí tu tinh phách 38 năm, nhân công dung hợp thu hoạch được, cực phẩm, có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị trong tài liệu bí dược thuộc tính sơ cấp trực tiếp sử dụng có thể tăng 76.000 điểm kinh nghiệm. Đặc tính cực phẩm, sau khi sử dụng tăng 20 điểm cường độ hỏa diễm. Tuy nói 76.000 điểm kinh nghiệm không phải một con số nhỏ, nhưng nói về thăng cấp đơn thuần thì đây chỉ là vấn đề thời gian với Giang Khải. Quan trọng nhất vẫn là cường độ hỏa diễm, đây là thủ đoạn hữu hiệu nhất đối phó những giả thú có sóng khí hộ thể trong bản đồ ẩn, Giang Khải cũng không do dự, trực tiếp ăn viên tinh phách này. Đúng vào lúc này, Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Kiểm tra ra ngài đã từng dùng một viên tinh phách tinh phẩm cùng loại, hiệu quả tinh phách phẩm chất cao sẽ thay thế tinh phách phẩm chất thấp. Cường độ hỏa diễm bản thể của ngài tăng 20 điểm. Không xếp chồng. Giang Khải bất mãn nói. Hồ Ngôn nói, "Khải đội, không xếp chồng thì không xếp chồng, nếu không có tinh phách tinh phẩm trước đó, chúng ta cày quái cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, tính như vậy thật ra không lỗ." Lời nói của Hồ Ngôn không phải không có lý, tóm lại sau khi ăn tinh phách cực phẩm, cường độ hỏa diễm của Giang Khải tăng lên 20 điểm. Cũng không lâu lắm đã đến buổi tối, Giang Khải quyết định dứt khoát nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lại đi săn. Ban đêm, tiên tung cốc yên tĩnh an toàn, một phần trăng sáng treo cao trên đỉnh núi. Giang Khải nằm trong bụi cỏ, hai tay gối lên đầu thưởng thức ánh trăng đẹp đẽ, dần thấy buồn ngủ. Ngay lúc hắn đang muốn nhắm mắt lại, Đột nhiên thấy đỉnh núi dưới ánh trăng có một bóng đen đang nhanh chóng di chuyển. Lúc Giang Khải nhìn lại, bóng đen kia đã biến mất ở chân trời. Bóp. Giang Khải hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại dù thật sự là bóp, người ta không tìm đến mình đã không tệ, tốt nhất hắn không nên đi trêu chọc. Nghĩ tới đây, Giang Khải vừa nằm xuống duỗi lưng một cái, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tiểu đội hỏa thần muốn tìm kiếm hắc báo tin. Trong quá trình đó bọn họ chỉ thấy được 7, 8 con hắc báo tinh lạc đàn, thậm chí sau đó bọn họ thấy một đám sư tinh, cũng không phát hiện hắc báo nữa. Đây là đã đến lãnh địa của đàn sư tử. Giang Khải nhíu mày nói, cuối cùng bản đồ của Tiên Tung Cốc vẫn quá nhỏ, tốc độ đổi mới giả thú cũng rất chậm. Không biết hắc báo tinh xuất hiện sau đó còn rơi tinh phách hay không. Tiểu đội Hỏa Thần đánh chết hắc báo tinh còn lại, miễn Ngữ cũng không có bước phát triển mới trong việc dung hợp tinh phẩm. Đám người gian khải chỉ có thể săn giết đám sư tinh trước. Kích cỡ sư tinh càng cường tráng cao lớn hơn, lực lượng và thể trạng đều mạnh hơn hắc báo tinh, đồng thời có được sóng khí hộ thuẫn, năng lực phòng ngự của hộ thuẫn còn mạnh hơn hắc báo tinh khoảng gấp đôi. Nhưng nhanh nhẹn của bọn chúng không bằng hắc báo tinh, sau khi đánh xuyên hộ thuẫn sóng khí, phòng ngự của bản thể cũng yếu kém. Sau khi cường độ hỏa diễm của Giang Khải lại tăng lên, chỉ cần đốt xuyên sóng khí hộ thể, Giang Khải đánh giết còn nhẹ nhàng hơn cả hắc báo tin. Sau khi thăm dò rõ ràng tình huống bầy sư tinh, hỏa thần lập tức bắt đầu săn giết đàn sư tử. Tung hỏa phạm phối hợp với quang minh thần lệnh, lại thêm quỷ khốc lan hào của hồ ngôn, tốc độ dọn quái của tiểu đội hỏa thần đã càng lúc càng nhanh. Sư tinh cũng rơi bí tu tinh phách, sau khi thử dung hợp rất nhiều lần, cuối cùng Nguyễn Ngữ đã hợp thành một viên tinh phách tinh phẩm. Bí tu tinh phách 27 năm, nhân công dung hợp thu hoạch được tinh phẩm, có thể thay thế tinh huyết kết tinh biến dị trong tài liệu bí dược thuộc tính sơ cấp, trực tiếp sử dụng có thể tăng 135.000 điểm kinh nghiệm. Đặc tính tinh phẩm, sau khi sử dụng tăng 10 điểm cường độ chân khí. Chân khí võ đồ. Hồ Ngôn lập tức kêu lên. Chân khí là thiên phú thành danh của võ đồ, có thể nói võ đồ có thể xếp vào tốt, 10 chức nghiệp toàn cầu cũng dựa vào công kích chân khí, đáng tiếc viên trụ không ở đây, nếu không viên tinh phách tinh phẩm này rất thích hợp với viên trụ. Trong số 3 người này, kỹ năng chức nghiệp đều không đánh ra công kích chân khí, cuối cùng, Giang Khải nhìn về phía Nguyễn Ngữ. Nguyễn Ngữ, trước đó ngươi có thể đánh ra kiếm khí, ngươi nói, kiếm khí có phải là một loại trong chân khí không, tinh phách do sư tinh rơi ra có thuộc tính khác với báo tinh, nhưng tương tự cũng không thể bảo tồn thời gian dài. Giang Khải không chút do dự đưa viên tinh phách này cho Nguyễn Ngữ. "Khải đội, giả thú nơi này chủng loại khác biệt, tinh phách rơi ra cũng có thuộc tính khác biệt." Hồ Ngôn nói. Giang Khải gật đầu, "Có khả năng. Dù sao thời gian dư giả, chúng ta cố gắng quét sạch giả thú nơi này, đã không kịp mang tinh phách đi, vậy ai phù hợp cho người đó ăn?" Trong chớp mắt, tiểu đội Hỏa Thần đã ở tiên tung cốc một tháng sau khi hát báo tin sư tin bọn họ lại phát hiện bạch hổ tinh tinh phách của bạch hổ tin dung hợp thành tinh phách tinh phẩm và cực phẩm sẽ tăng lực khống chế nguyên tố phong chắc chắn đưa cho hồ ngôn trong khoảng thời gian này bọn họ cùng từ bảo trương giả thú cấp tinh anh lấy được rất nhiều tài liệu bốn món bảo cụ và bốn tàn quyển cho tới bây giờ bảo trương tin anh nơi này không rơi ra trang bị có thể liên quan đến việc trước đó không có người đến nơi này toàn bộ bảo cụ đều là khí công bảo ngọc, trong tay mỗi người của tiểu đội hỏa thần đều có một cái. Bọn họ cũng thăm dò rõ ràng quy luật của tiên tung cốc. Sau khi giả thú bình thường bị đánh giết, sau 3 ngày sẽ bổ sung đủ số lượng, chỉ có điều mỗi lần bổ sung số lượng, tỷ lệ tinh phách rơi ra sẽ càng ngày càng thấp. Lần thứ nhất càng quét, mỗi một con giả thú đều sẽ rơi ra tinh phách, 3 ngày sau bọn họ lại đến giết, tỷ lệ rơi liền biến thành 6 phần 10, lần thứ ba cũng chỉ còn lại 4 phần 10. Hơn nữa giả thú xuất hiện sau đó, tỷ lệ xuất hiện biến dị cũng sẽ giảm xuống từng bước, ích lợi của bảo trương tinh anh cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Quả nhiên, ít lợi đợt đầu tiên vào bản đồ ẩn là lớn nhất, sau đó sẽ càng ngày càng nhỏ. Giang Khải nhìn sát 12 con hắc báo tinh trước mặt, lần đánh giết này bọn họ chỉ lấy được 3 viên tinh phách. Hiện tại Giang Khải rất hy vọng Nguyễn Ngữ có thể hợp thành một viên tinh phách dung hợp cao cấp hơn, để cường độ hỏa diễm của hắn lại tăng lên 10 điểm. Kết quả, vận khí của tên kia bình thường, cộng thêm việc thu hoạch tinh phách càng ngày càng khó khăn, vẫn không dung hợp được tinh phách phẩm chất cao hơn. Nguyễn Ngữ dung hợp 3 viên tinh phách này, đạt được một viên tinh phách 20 năm, hắn ta lại dung hợp cùng 3 viên tinh phách 20 năm khác, lấy được một viên tinh phách hơn 30 năm. Khải đội, còn thiếu một viên tinh phách 30 năm trở lên, chắc sắp xoát hết hắc báo tinh. Chúng ta còn không nhanh hơn ta chỉ có thể dùng ba viên tinh phách dung hợp lại. Giang Khải cao mày, bốn viên không dung hợp được cực phẩm, đừng nói là ba viên. Đến phía trước giết cấp chiến tướng đi. Hồ Ngôn đề nghị, tinh phách 30 năm không dễ kiếm, không dung hợp quá lãng phí, hơn nữa ít lợi của hắc báo tinh cấp tinh anh trở xuống càng ngày càng thấp. Giang Khải suy nghĩ một lát, hiện tại chúng ta cũng có khí công ngọc thạch, đẳng cấp của hai người các ngươi đã tăng lên rất nhiều, chắc có thể đánh một trận với cấp chiến tướng. Sau khi ba người quyết định, liền chui vào trung tâm tiên tung cốc. Đi mười mấy phút, bọn họ thấy một con kim sắc báo tin hình thể to lớn, đang nằm trên một tảng nham thạch nghỉ ngơi. Con báo tin cấp chiến tướng này cũng là một giả thú biến dị, ở xung quanh nó tập trung khoảng 70, 80 con hắc báo tin, trong đó bao gồm hai con tin anh bình thường, ba con tin anh biến dị, ba con tin anh này chia ra một con lông tóc màu đỏ sậm, một con màu trắng, một con màu vàng ống, trông rất nổi bật ở trong bầy báo dù là hát báo tin bình thường, tiếp cỡ cũng lớn hơn những giả thú vòng ngoài rất nhiều. Đám người gian khải chưa từng đến nơi này, những con hát báo tin này là giả thú đợt một, chắc chắn mỗi con trong chúng nó đều rơi một viên tinh phách, tốc độ của con hát báo tin bình thường đã rất nhanh, tin anh còn có thể chống cực quỷ khốc lan hào của lão hồ, muốn giết sạch bầy báo này cũng có độ khó không nhỏ. Số lượng hát báo nơi này quá nhiều, có lẽ ta không quan tâm được hai người các ngươi. Giang Khải quay đầu nhìn về phía Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ, các ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân không? Hồ Ngôn gật đầu, khải đội, sau khi ta ăn tinh phách bạch hổ, lực khống chế nguyên tố phong đã mạnh hơn rất nhiều, ta có thể đồng thời nâng hai người lên, hơn nữa hiện tại ta đã tam giai cấp 7, thuộc tính tăng lên rất nhiều, mạnh hơn trước đó nhiều, Nguyễn Ngữ, ta cũng vậy, Giang Khải gật đầu, được, các ngươi tự chú ý an toàn, chuẩn bị xoát quái. Cơn gió mạnh gào thét, gió bão thổi qua cả cánh. Rừng, cây cỏ đổ nghiêng. Hai đoàn gió lốc nâng Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ đến giữa không trung mười mấy mét. Vạt áo của Hồ Ngôn tung bay, khẽ quát một tiếng, quỷ khốc lang hào, trên mặt đất trong vòng vài trăm mét dâng lên một luồng khói đen, tiếng gió thổi xen lẫn tiếng hét lên thê lương. Sau khi rất nhiều sương đen dâng lên hóa thành từng đoàn vong hồn, như là một con quỷ quân nhào về phía bầy báo, chiến tướng Hắc Báo vốn đang nghỉ ngơi trên nham thạch thấy cảnh này, chi sau chạm đất, sau khi đứng lên thân thể của nó đạt đến 8 mét chiến tướng kim báo thấy được hồ ngôn và nguyễn ngữ lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng rít lên về phía hai người trống nổi giận gầm lên một tiếng kim báo hóa thành một tia sáng vàng nhảy lên ngay tại chỗ trực tiếp nhào về phía hồ ngôn và nguyễn ngữ cách nó bốn năm mươi m lực bật lên và lực bạo phát của tên này thật sự khiến ba người hỏa thần sợ ngây người nhưng vì khoảng cách quá xa cũng cho hồ ngôn đủ thời gian phản ứng hắn ta lập tức khống chế phương hướng chuyển mình và Nguyễn Ngữ đến một bên khác. Cùng lúc đó, Giang Khải đã ném ra quang minh thần lệnh tôi lửa, số lượng hắc báo ở nơi này đông đảo, vừa hay cung cấp điều kiện bắn ra cho quang minh thần lệnh. Ánh vàng nhanh chóng nhảy lên giữa bầy báo, mỗi lần công kích quanh người những báo tin này sẽ bộc phát ra gợn sóng. Tuy sóng khí hộ thể của bọn chúng có thể chặn lại công kích của quang minh thần lệnh, nhưng không ngăn cản được hỏa diễm của quang minh thần lệnh vẫy về phía bầy báo. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, đám báo đó đã bị một biển lửa nuốt hết. Ngọn lửa cần thời gian phá hỏng sóng khí hộ thể, bao gồm năm con tinh anh báo tinh, mười mấy con báo tinh đều nhào về phía Giang Khải. Phong ngữ chú. Giữa không trung, ngón tay hồ ngôn thành kiếm, chỉ về phía một con báo tinh trong đó. Cơn gió mạnh lập tức đẩy nó về phía sau, điều này cũng cho Giang Khải một cơ hội có thể chạy trốn. Lão hồ, cảm ơn. Giang Khải chợt lách người thoát ra từ trong lỗ hổng, xoay tay lại cũng là hơn 10 tia sáng lạnh, còn chưa nói hết câu, cự ảnh màu vàng này nhảy lên từ trên mặt đất một cái, nhào về phía hồ ngôn ở giữa không trung. Tên này như biết hồ ngôn có được năng lực khống chế quần thể, đuổi sát không bỏ qua hồ ngôn, thậm chí hồ ngôn không có thời gian tiếp tục sử dụng quỷ khốc lan hào, hồ ngôn bị kiềm chế, bên này Giang Khải là người khó chịu nhất. Lúc đầu quỷ khốc lan hào không có cách nào khống chế tất cả bầy báo trong một lần, lúc này càng ngày càng nhiều báo tin thức tỉnh từ trong trạng thái bể mật, Giang Khải vừa hạ xuống đất, lại có bóng đen đánh đến từ phía sau Giang Khải vừa khố chế Quang Minh thần lệnh bắn ra trong bầy báo vừa né tránh một lần vây công Lúc này không kịp né tránh nữa Hư hóa, một trảo của báo tin đánh tới Móng vuốt trực tiếp xuyên qua thân thể Giang Khải nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì Giang Khải nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách Nhưng đúng lúc này sau lưng xuất hiện một bóng đỏ, là Tinh anh báo tin đỏ sậm kia công kích liên tiếp khiến Giang Khải không kịp phản ứng. Song trảo của nó đang xen chột tới. Đột nhiên, quanh người Giang Khải bộc phát ra một luồng sóng khí, công kích của báo tin trực tiếp bị phòng ngự của khí công Bảo Ngọc cản lại, tuy nói Giang Khải né tránh được mấy lần công kích, nhưng sự phản công của bầy báo còn hung mãnh hơn sự tưởng tượng của hắn, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm, công kích của bầy báo rất hung mãnh. Giang Khải hô to với hồ ngôn, không ngăn được nữa, lão hồ, thả Nguyễn Quỷ ra, bên kia, Nguyễn Ngữ cầm tử tiên hồ lô lên uống mấy ngụm to, đôi mắt đỏ. Bừng, tiểu hồ, không ngờ thân hình của ngươi cũng hấp dẫn như vậy, trước kia ta thật sự không phát hiện. Hồ Ngôn nhìn thoáng qua Nguyễn Ngữ bên cạnh, giật cả mình, vội vàng khống chế sức gió thả Nguyễn Ngữ xuống đất. Nguyễn Ngữ vừa rơi xuống đất, cười to ba tiếng, ha 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 ha, bản Lan Vương đến đây, sau đó lại uống mấy ngụm rượu mạnh, ánh mắt hắn ta càng ngày càng đỏ, bước chân lão đảo. Đột nhiên, Nguyễn Ngữ hơi thu lại cái cầm, hai mắt nhìn trầm trầm tinh anh báo tin màu trắng đối diện, tiểu thư thật trắng, thật xin lỗi, đêm nay ngươi là của ta, thái cực kiếm, Nguyễn Ngữ vung ra một kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí bay đến. Sóng khí hộ thể hình tròn quanh người tinh anh báo tin này đã bị ngọn lửa bao bọc, sau khi gặp một đạo kiếm khí này trực tiếp chia thành hai nửa, sau khi sóng khí hộ thể của báo tin màu trắng bị Nguyễn Ngữ chém ra, đạo kiếm khí kia trực tiếp cắt vào da lông của nó, để lại một vệt huyết ấn thật sâu, thấy cảnh này, Giang Khải và Hồ Ngôn đều ngây ngẩn cả người. Kiếm khí của Nguyễn Ngữ mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, xem ra 20 điểm cường độ chân khí này vẫn có hiệu quả, đẹp mờ thật mạnh. Giang Khải sợ hãi than thở một câu, tiềm lực của chức nghiệp tử quỷ này sắp bị Nguyễn Ngữ khai thác triệt để rồi, sau khi cường độ chân khí tăng lên trên diện rộng, kiếm khí của Nguyễn Ngữ có tính công tiếp cực mạnh, đồng thời chiến tướng kim báo không ngừng uy hiếp sự an toàn của hồ ngôn không có hồ ngôn cung cấp lực khống chế mạnh mẽ muốn chặn đánh nhiều hắc báo như vậy rất khó khăn giang khải lập tức quát to với nguyễn ngữ nguyễn quỷ có thích con lớn kia không nguyễn ngữ say ngước quay đầu lại nhìn về phía kim báo dáng người to lớn hơi hít mắt lại hít lại có vư vật như thế vừa rồi lại không phát hiện nói xong nguyễn ngữ mặc kệ hắc báo sau lưng trực tiếp nhào về phía kim báo Kim báo đang muốn nhảy lên công kích hồ ngôn, lại thấy một bóng người nhanh chóng chạy tới, buông tiểu hồ ra, để ta đến, nói xong, hắn ta liên tục vung ra mười mấy kiếm, từng kiếm mang theo kiếm khí bắn về phía kim báo. Kim báo lập tức từ bỏ đuổi giết hồ ngôn, quay người cũng đánh một trảo. Tốc độ đánh của kim báo cực nhanh, mấu chốt là móng vuốt to khỏe, tốc độ của Nguyễn Ngữ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát công kích của nó. Thời khắc mấu chốt, khí công bảo ngọc được kích hoạt, nhưng đối mặt với kim báo, sóng khí hộ thể chỉ chống đỡ được một chút đã tan vỡ. Sau khi Nguyễn Ngữ bị đánh bay cũng không bị thương, hắn ta bò lên nhìn kim báo, ôi chao, rất mạnh mẽ. Ta thích ngươi hăng hái như thế, nói xong vội vàng lao tới. Tuy Nguyễn Ngữ không ra tay thành công, nhưng sự xuất hiện của hắn ta lại hóa giải nguy cơ của hồ ngôn. Giang Khải liên tục né tránh công kích của mấy con hắc báo, hô to với hồ ngôn ở giữa không trung. Lão hồ, Nguyễn Quỷ không chống đỡ được bao lâu, nhanh vết, Hồ ngôn nhìn chiến trường phía dưới, từ lúc mình bị kim báo đuổi giết không thể liên tục sử dụng quỷ khốc lan hào, chỉ giết được 6, 7 con trong số 70, 80 con hắc báo này. Tình cảnh của khải đội rất nguy hiểm, sóng khí hộ thể, một lần thế thân lừa gạt của hắn đều đã dùng hết, chỉ còn lại hai thế thân giữ mạng. Điều tồi tệ hơn là, tuy tôi lửa của khải đội có thế lửa mạnh hơn trước đó nhưng phần lớn những hắc báo đó đều tránh được phạm vi châm lửa, hơn nữa sóng khí hộ thuẫn của bọn chúng lại có xu thế tái tạo, đáng chết. Nếu hiện tại còn tiếp tục dùng quỷ khốc lang hào, Khải đội và Nguyễn Quỷ đều không chịu đựng nổi, nghĩ tới đây, Hồ Ngôn nhìn chút ngọn lửa đang dần tắt trên mặt đất, đột nhiên trong lòng nghĩ ra một kế. Phong ngữ chú, lần này, Hồ Ngôn khống chế hướng gió thổi những ngọn lửa rải rác kia đến. Gió trợ thế lửa, vốn là từng đốm lửa nhỏ, dưới sự trợ giúp của cơn gió mạnh lại khiến thế lửa đột nhiên dâng lên ngọn lửa vô tận bao vây xung quanh bầy báo lập tức cắn nuốt chiến trường quỷ khốc lang hào hồ ngôn lại phát động kỹ năng thông linh sư tình cảnh này khiến giang khải cũng phải ngạc nhiên trên chiến trường ngọn lửa lớn ngập trời vong hồn lăn lộn thật sự khủng bố khải đội nhanh giết. hồ ngôn gầm nhẹ một tiếng giang khải lấy lại tinh thần không dám trì hoãn mà liên tiếp ném ra truy mệnh trong sự ăn mòn phạm vi lớn của ngọn lửa sóng khí hộ thuẫn của hắc báo tinh nhanh chóng bị tiêu hao, lại phối hợp với bể mật của quỷ khốc lan hào, công kích của Giang Khải lập tức phát huy ra uy lực khủng bố, lúc này, Giang Khải thấy bầy báo này không khác gì giả thú bình thường ở bên ngoài. Mấy phút sau, Giang Khải đã đánh giết 5 con tinh anh và 79 con hắc báo tinh. Ở một bên khác, Hồ Ngôn đang phối hợp với Nguyễn Ngữ Cản Chân Kim Báo. Kỳ Vũ Dẫn lôi kiếp hồ ngôn lợi dụng lôi điện tê liệt khống chế kim báo, Nguyễn Ngữ, nhanh lên, trong tình huống tốt đẹp như vậy, Nguyễn Ngữ không nói hai lời xông lên ôm lấy kim báo sờ loạn một trận, ta đến đây. Cuối cùng ta đã bắt được ngươi, bảo bối của ta, hồ ngôn lập tức đen cả mặt, kim báo này có tốc độ cực nhanh, lại có kháng tính cực mạnh với quỷ khốc lang hào, dẫn lôi kiếp. Vừa rồi công kích một lần, thậm chí trực tiếp để lại ba dấu móng vuốt thật sâu trên hàng xương đại thuẫn của Nguyễn Ngữ. Hơn nữa, phòng ngự thân thể kim báo cũng vượt xa hát báo tinh, công kích kiếm khí của Nguyễn Ngữ tạo ra mấy lần tổn thương, kết quả tên kia không có chút cảm giác nào. Điều duy nhất đáng ăn mừng là công kích kiếm khí của Nguyễn Ngữ khắc chế sóng khí hộ thể, thường có thể trực tiếp đánh vỡ hộ thuẫn của kim báo. Khó khăn lắm lần này dẫn lôi kiếp mới có hiệu quả tê liệt, Nguyễn Ngữ lại lợi dụng cơ hội này làm việc cẩu thả. Tôi lửa. Diêm vương lệnh. Đằng xa, Giang Khải ném ra lệnh bài lệnh bài nhanh chóng xoay tròn ở trán kim bảo sau khi giằng con một lát trực tiếp đâm xuyên qua trán bắn ra từ sau não thân thể khổng lồ của chiến tướng kim báo ầm va ngã xuống đất cuối cùng giang khải và hồ ngôn đã thở phào một hơi hai người đi về phía nguyễn ngữ còn đang khiếp sợ ngươi vẻ mặt nguyễn ngữ càng ngày càng kích động không đợi nguyễn ngữ nói chuyện hồ ngôn thuận tay dùng phun sương phòng sói trực tiếp đánh ngã hắn ta khải đội bảo rương chiến tướng ở trên nham thạch vừa rồi ta đã thấy được ta đi lấy đến. Hồ Ngôn nói xong đã dùng phong ngữ chú, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nham thạch cao 4, 5 mét. Không lâu sau, hắn ta đã giao một tấm thẻ bài cho Giang Khải. Giang Khải cũng đã thu thập xác, tinh phách xung quanh. Lãnh địa giả thú cấp chiến tướng không có bảo trương tinh anh cũng là một điều tiếc nuối, nhưng nhìn tổng thể lần thu hoạch này đã rất tốt. Giang Khải lập tức thực thể hóa bảo trương chiến tướng, mở bảo trương. Bên trong có rất nhiều khoáng thạch, nhìn từ chất lượng đều là khoảng thạch phẩm chất cao hiếm có. Ngoại trừ cái đó ra còn có mười mấy phần tinh huyết kết tinh biến dị, một khí công bảo ngọc, một cái bệ kim loại, chính giữa là một cái ống thủy tinh, một quyền trục. Ánh mặt Giang Khải và Hồ Ngôn đều bị ống thủy tinh kia hấp dẫn. Trong ống thủy tinh còn có một ít chất lỏng màu xanh sẫm đang lắc lư. Giang Khải và Hồ Ngôn nhìn nhau, đồng thanh nói, tài liệu chuyển chức. Giang Khải vội vàng tìm thẻ giám định ở trong túi. Tài liệu thành phẩm số 1 của tài liệu chuyển chức thiên mệnh tam giai, 40 gram, thu thập đủ tài liệu số 1 đến số 5 có thể hợp thành tài liệu chuyển chức thiên mệnh tam giai. Một phần tài liệu hoàn chỉnh cần 10 gam tài liệu số 1. Thấy kết quả này, Tây Giang Khải run rẩy. Cuối cùng hắn đã tìm được tài liệu chuyển chức tam giai, hơn nữa điều khiến hắn kích động hơn là lần này không phải phối phương gì đó, mà là tài liệu thành phẩm đã được xử lý, thật sự ra thiên mệnh tam giai. Giang Khải kích động nói. Hồ Ngôn cũng hưng phấn gật đầu, Khải đội, ta cảm thấy biết đâu những giả thú cấp chiến tướng trở lên khác có thể rơi ra tài liệu khác. Giang Khải gật đầu thật mạnh, thở vào một hơi, sau đó cười ha hả, ha ha ha, quá sung sướng, ta có hy vọng tăng lên tam giai rồi, Khải đội, xem tàn quyển kia đi. Trải qua giám định, đây là tàn quyển 6. Hiện tại bọn họ đã lấy được 5 tàn quyển, theo thứ tự là tàn quyển 1, Tàng quyển 3, tàn quyển 4, tàn quyển 6 và tàn quyển 7, chỉ còn lại 4 tàn quyển nữa là có thể hợp thành kỹ năng thần bí kia. Quá sung sướng, bản đồ ẩn này thật sự là một bảo tàng. Giang Khải kích động nói. Hồ Ngôn Như nghĩ đến điều gì đó, hắn ta lấy ra một cái lô kim loại. Hả? Lão Hồ, ngươi cũng biết dung hợp tinh phách, Hồ Ngôn cười nói, Khải đội, tên này đánh xong liền ngủ, mấy ngày trước ta lấy vật chứa dung hợp dư thừa của hắn, mấy ngày nay ta xem Nguyễn Quỷ Dung Hợp cũng học được cách thao tác vật chứa Dung Hợp như thế nào. Ngươi đưa tinh phách cho ta, xem có thể Dung Hợp ra tinh phách cao cấp hay không. Thứ như vận khí khá khó khăn, cũng như lúc chơi mạc trượt có người nào đó luôn thua, nhưng đổi thành một người khác đánh thì vận khí lại khác. Đương nhiên, cũng có thể là hiệu quả tinh phách chiến tướng báo tin càng tốt hơn. Tóm lại, lần đầu tiên Hồ Ngôn Dung Hợp ra đã một viên tinh phách cực phẩm 50 năm, Kết quả giám định cho thấy viên tinh phách này tâm 40 điểm cường độ hỏa diễm, hơn nữa viên tinh phách cực phẩm này là tinh phách cao cấp nhất trong bản đồ hiện tại, không có ít nào tiếp tục dung hợp. 40 điểm, dù thay thế hiệu quả 20 điểm trước đó, cũng là tăng lên gấp đôi. Hồ Môn nói xong đưa tinh phách cho Giang Khải, "Khải đội, nhanh ăn đi, chúng ta tiếp tục đi soát con khác. Ta cũng muốn tăng lực khống chế nguyên tố phong." còn có tổn thương chân khí của con hàng Nguyễn Ngữ này cũng cần tăng lên. Giang Khải vô cùng nhiệt tình, lập tức ăn tinh phách. Từ khi Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ gia nhập tiểu đội hỏa thần, mấy tháng nay thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh, hôm nay bọn họ đã có thể một mình gánh vác một phía. Nhất là thuộc tính đặc thù của toàn đội tăng lên trên diện rộng, Hồ Ngôn khai thác ra phong ngữ chú và hai kỹ năng nhóm lửa có thể phối hợp, tốc độ đánh quái của tiểu đội hỏa thần đã nhanh hơn gấp bội. Một tháng sau, tiểu đội hỏa thần hoàn thành lần đánh giả thú cấp chiến tướng thứ hai. Kinh nghiệm của Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ đều đã đạt tới tam giai mắt cấp, cường độ hỏa diễm của Giang Khải, lực khống chế nguyên tố phong của Hồ Ngôn, cường độ chân khí của Nguyễn Ngữ đều tăng lên 40 điểm. Đồng thời, tài liệu thiên mệnh chỉ thiếu tài liệu 5, tàn quyển chỉ thiếu tàn quyển 9. Một ngày này, tiểu đội vừa đánh chết một con bạch hổ tinh cấp chiến tướng cuối cùng, tìm một bụi cỏ đóng quân giả ngoại buổi tối giang khải đang nằm trong bụi cỏ ngẩn người hắn lại thấy bóng đen trên đỉnh núi kia bóng đen kia đưa lưng về phía ánh trăng nhanh chóng di chuyển vì khoảng cách quá xa hơn nữa tốc độ của bóng đen rất nhanh khiến hình ảnh mơ hồ giang khải cũng không xác định rốt cuộc thứ kia là sinh vật gì đây không biết là lần thứ mấy giang khải phát hiện bóng đen hắn ngồi bật dậy lay tỉnh hồ ngôn lão hồ ta lại thấy bóng đen kia hồ ngôn mơ màng tỉnh lại bóng đen gì a à, Lần trước ngươi có kể cho ta nghe bóng đen dưới ánh trăng. Khải đội đã nói đó là ảo giác của ngươi, lúc ta trực đêm chưa từng thấy được, đâu có bóng đen gì chứ? Giang Khải quay đầu nhìn về phía vách núi, quả nhiên bóng đen kia đã biến mất. Điều này, ai? Giang Khải cũng không biết giải thích thế nào, được rồi, ta đi xem một chút. Các ngươi chờ ta ở đây. Khải đội, ngươi đừng đi, cẩn thận gặp vương cấp. Hồ Ngôn giữ chặt Giang Khải. Giang Khải lắc đầu nói, ta chỉ đi xem một chút, có quỷ nhãn chuyên chú ở đây, ta cẩn thận một chút sẽ không gặp phải bót vương cấp. Nói xong, Giang Khải nhanh chóng chạy lên trên đỉnh núi. Giả thú xung quanh đã sớm bị hỏa thần dọn sạch, tạm thời sẽ không có cấp chiến tướng xuất hiện. Nhưng Giang Khải vẫn không dám lơ là, dù sao bên trong tiên tung cốc còn có bót cấp thống lĩnh và vương cấp. Nhìn núi chạy gãy chân, Giang Khải đi bộ hơn 2 giờ, lách qua một bầy hổ thống lĩnh, cuối cùng đã đi đến chân ngọn núi kia. Đi men theo đường núi lên trên, một tiếng sau Giang Khải đã lên đến đỉnh núi. Trước mặt có một khối nham thạch bằng phẳng, phần rìa nham thạch chìa ra khỏi vách núi như một cái sân khấu treo lơ lửng giữa trời do thiên nhiên tạo ra. Dựa vào bóng đến, Giang Khải đè thấp trọng tâm, cẩn thận tìm kiếm tung tích bóng đen ở xung quanh. Quỷ nhãn chuyên chú. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì, Giang Khải lấy ra một thanh truy mệnh sau khi tôi lửa lại giấy lên một đám lửa, tạm thời dùng làm bó đuốc chiếu sáng xung quanh từng chút một. Tìm một vòng, hắn cũng không tìm được sinh vật kia. Nhưng hắn lại phát hiện một thanh kiếm ở bên cạnh vách núi. Thanh kiếm này cắm sâu vào nham thạch, chỉ còn lại chui kiếm và một phần nhỏ thân kiếm. Giang Khải cẩn thận đến gần thanh kiếm kia, sau đó cầm lấy chui kiếm dùng sức rút một cái. Chỉ rút một lần mà đã khiến hắn ngã nhào một cái thì ra thanh kiếm này không dài như tưởng tượng của Giang Khải, thân kiếm của nó đã tàn khuyết nghiêm trọng, chỉ còn lại một đoạn ngắn. Giang Khải cầm lấy thanh kiếm này, nhíu mày, không phải trong tiên tung cốc chưa từng có vũ khí sao? Thanh kiếm này ở đâu ra? Không làm rõ được thì trực tiếp giám định. Giang Khải lấy ra một tờ từ trong đống thể giám định ít ỏi, tiến hành giám định. Trảm yêu kiếm, thần khí duy nhất, hư hỏng, Giang Khải suýt thì phun ra một ngụm máu, hắn nhặt được một thanh thần khí duy nhất. Vì trảm yêu kiếm hư hỏng nghiêm trọng, thuộc tính cơ sở và phần lớn hiệu ứng đặc biệt không có hiệu lực, không cách nào phân biết, lúc thu hoạch được thần khí này nếu thực lực của người lấy được không vượt qua chủ nhân đời trước, chỉ có quyền sở hữu đồ vật nhưng không cách nào khiến thần khí nhận chủ. Hiệu ứng đặc biệt một, trí nhớ kiếp trước, trảm yêu kiếm đi theo chủ nhân chinh chiến nhiều năm, cho dù hư hỏng vẫn giữ lại một bộ phận trí nhớ kiếp trước. Hiệu ứng đặc biệt 2 hận cũ chưa hết, Mối hận của trảm yêu kiếm với yêu tộc còn chưa hết, lúc gặp thấp nhất là bóp vương cấp có thể kích hoạt trí nhớ kiếp trước, nó sẽ tự động phát động công kích, cường độ công kích tự động căn cứ vào thực lực của chủ nhân trước để quyết định. Hiệu ứng đặc biệt của trảm yêu kiếm chỉ còn lại hai cái này. Nhưng hai hiệu ứng đặc biệt này đã khiến Giang Khải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đệt, rốt cuộc chủ nhân đời trước của nó có thực lực gì? Điều kiện phát động hận cũ chưa hết lại yêu cầu thấp nhất là bóp vương cấp, cao hơn bóp vương cấp, có vẻ chỉ có bót bản đồ và thủ vệ chi chủ. Nói cách khác, đẳng cấp thấp nhất mà chủ nhân của nó đối phó cũng là bót vương cấp, chủ nhân của nó là người chơi sao, đúng vào lúc này, toàn thân trảm yêu kiếm rung lên, biên độ rung từ yếu đến mạnh, sau cùng trực tiếp thoát khỏi tay Giang Khải, lại cắm vào mặt đất. Ánh trăng chiếu vào một đoạn kim loại ngắn trên thân kiếm, ánh sáng phản chiếu, bắn ra một bóng người ở rìa vách núi. Bóng đen Giang Khải nhìn chầm chầm bóng đen kia, hắn lý qua đã nhận ra bóng đen này là bóng đen mà mình nhiều lần nhìn thấy cho dù bóng đen kia cách Giang khải rất gần nhưng dường như hắn ta là một hình bóng không có khuôn mặt chỉ có hình dáng thoạt nhìn cứ như là bóng dáng nhân loại đương nhiên dù thoạt nhìn như là bóng dáng nhân loại cũng không thể chứng minh hắn ta là nhân loại dù sao đông ly cũng là một ngoại lệ bóng đen kia đứng trên nham thạch chìa ra tay cầm một thanh trường kiếm nhưng hắn ta chỉ đứng đối diện gian khải không có tiến công không có bất kỳ động tác gì. Giang Khải cau mày, có ý gì? Sau đó Giang Khải nhìn về phía Trảm Yêu kiếm trên đấy, Trảm Yêu kiếm hơi rung lên. Cái bóng đen kia lại ôm quyền với Giang Khải, làm ra dấu xin mời. Điều này, muốn so võ với ta, Giang Khải hơi do dự. Trừng phạt tử vong của hắn rất khủng bố, đối mặt với đối thủ không biết là cái gì, một tình huống không biết phải ra tay thế nào, hắn cũng không biết có nên thử hay không. Nhưng bóng đen kia lại ra dấu mời. Đại ca, nhất định phải so sao. Có thể lập ra quy củ không, chạm đến là thôi. Giang Khải do dự đứng lên. Ai biết bóng đen kia lại nhẹ gật đầu. Hả? Có thể chạm đến là thôi. Vậy không thành vấn đề. Giang Khải thở dài một hơi, đi đến đối diện bóng đen. Thật ra ta cũng có chút thực lực. Giang Khải mỉm cười, một tay cầm lấy diêm vương lệnh một tay cầm lấy quang minh thần lệnh. Có được hai món thần khí này, hơn nữa có được thuộc tính cao không cách nào tưởng tượng trong cùng cấp, rất nhiều thủ đoạn giữ mạng, Giang Khải nghĩ thầm dù sao cũng có thể so mấy chiêu với bóng đen này. Nếu bị Diêm Vương lệnh đánh trúng, giết ngược cũng không phải chuyện không thể nào, ta đến đếm ngược. Đôi mắt Giang Khải nhìn chầm chầm đối phương, hắn đã sớm mở ra quỷ nhãn chuyên chú. Chỉ cần ngay từ đầu lập tức phát động thời gian dân cờ bạc, còn có cơ hội đánh một trận. 3, 2, khụ 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 khụ, khục khục, 1. Trong nháy mắt nói, 1, Giang Khải cũng phát động thời gian dân cờ bạc, tôi lửa, chuẩn bị vung ra hai tấm vương bài mạnh nhất, nhưng còn không đợi Giang Khải ném ra chủ thần bài, Giang Khải chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau hắc kiếm trong tay bóng đen đã đâm xuyên qua mi tâm Giang Khải, Giang Khải cầm chủ thần bài trong tay, đôi mắt trợn tròn. Bóng đen đã đến sau lưng hắn, ngay cả sóng khí hộ thể, hư hóa, thế thân lừa gạt cũng không kịp phát động, mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào, đối phương trực tiếp miễu sát hắn, cũng may bóng đen cũng không tạo thành tổn thương mang tính thực chất với Giang Khải, một kích này, càng nhiều hơn là một loại chấn động trên mặt tinh thần. Hơn nửa ngày, Giang Khải mới lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi quay người, kết quả lại phát hiện bóng đen kia đã biến mất. Nhưng trên mặt đất xuất hiện một cuốn quyển trục. Hắn vội vàng đi tới, nhặt quyển trục lên tiến hành giám định. Tàn quyển chính, thu thập vừa đủ chính tàn quyển có thể hợp thành kỹ năng. Giang Khải không ngờ mình lại thua như thế, càng không ngờ tàn quyển chính lại xuất hiện như thế, trảm yêu kiếm đang phán đoán thực lực của ta và chủ nhân ban đầu của nó. Ta nói cần gì phải so đấu chứ, kém nhiều như vậy, ngươi không nhìn ra sao? Giang Khải lắc đầu. Mặc kệ, trước tiên hợp thành đã. Hắn lấy ra 88 quyển trước, theo việc đặt tàn quyển chính vào. Không biết có cần thiết bị hợp thành gì không? Giang Khải còn chưa nói xong, chính tấm thẻ bài hấp dẫn nhau, xếp lên nhau, cuối cùng hợp thành một tấm thẻ bài. Giang Khải lập tức tiến hành giám định thẻ bài. Kỹ năng, Nguyệt Hạ Tiên Tung Kiếm, tổng 9 tầng, tầng thứ nhất nhanh nhẹn đạt đến 1.000 điểm có thể học tập. Sau khi chuẩn bị 3 giây có thể phát động, lúc phát động tốc độ tăng 100%, tiến hành một lần công kích không nhìn phòng ngự loại sóng khí với mục tiêu, lần công kích này nhất định có bảo kích, bạo kích tổn thương tăng 100%, cũng khiến mục tiêu bị giảm phòng, cứng đờ, lộ ra nhược điểm, tiếp tục dài nhất 3 giây, tổn thương và hiệu quả khống chế với yêu tộc tăng thêm 10% ngoài định mức. Sau khi sử dụng một lần, 10 giờ sau có thể sử dụng lần nữa. Vừa thấy, nhất định có bạo kích, tăng 100% bạo kích tổn thương, nhịp tim của Giang Khải lập tức tăng tốc. Dù trước kia Giang Khải rất ít dùng kiếm, nhưng hai thuộc tính này đã đủ thay đổi cách công kích sau này của Giang Khải. Huống chi, Giang Khải cũng không phải không thể dùng kiếm, chỉ là vũ khí cận chiến không cách nào đảm bảo tỷ lệ bạo kích của hắn. Nhưng có Nguyệt Hạ Tiên Tung Kiếm, ít nhất một kiếm này có bạo kích nhất định, nhược điểm của Nguyệt Hạ Tiên Tung Kiếm là phải chuẩn bị trước 3 giây, cứ vậy Nguyễn Ngữ không có cách nào dùng được, dù sao tên kia ở trong trạng thái say rượu cũng không thể yên lặng chuẩn bị 3 giây hắn ta càng thích hợp với loại chiêu thức kỹ năng không cố định nghĩ tới đây giang khải cũng là việc nhân đức không nhường ai trực tiếp học tập nguyệt hạ tiên tung kiếm sau đó giang khải đi đến trước trạm yêu kiếm nhặt trạm yêu kiếm lên trận so đấu vừa rồi đã xác nhận thực lực của giang khải còn chưa đạt đến trình độ của chủ nhân đời trước trạm yêu kiếm tạm thời trạm yêu kiếm không có cách nào nhận chủ nhưng hiện tại trạm yêu kiếm vẫn thuộc về giang khải thần khí chưa nhận chủ chỉ là hắn không có cách nào suy nghĩ khống chế trảm yêu kiếm giống cách khống chế diêm vương lệnh, nhưng hắn vẫn sử dụng được trảm yêu kiếm. Nhìn trảm yêu kiếm ngắn ngủn, Giang Khải lắc đầu, cũng không biết có thể sửa không, khó coi thì khó coi, nhưng chắc còn có tác dụng ở tiên tung cốc. Ngày hôm sau, Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ tỉnh lại thấy Giang Khải đã sớm chờ xuất phát. Khải đội, ngươi dậy sớm vậy sao? Không phải đã giết sạch giả thú cấp chiến tướng trở xuống sao? hai ngày nay còn chưa đổi mới đâu. Nguyễn Ngữ xoa mắt, đệt mợ tối qua uống bao nhiêu. Sắc mặt Giang Khải trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói, mau dậy, chút nữa đi với ta kiếm phiếu lớn, kiếm phiếu lớn. Hồ Ngôn không hiểu hỏi, Khải đội, không phải ngươi muốn đi đánh thống lĩnh chứ, vậy quá nguy hiểm. Thống lĩnh bình thường đều có kỹ năng mạnh mẽ, mấu chốt là thuộc tính quá cao, lấy thực lực hiện tại của hỏa thần, nhặt nhạnh chỗ tốt như lần trước còn được, cứng rắn đối phó quá nguy hiểm. Không phải thống lĩnh. Giang Khải nghiêm nghị nói, là vương cấp, hồ ngôn và Nguyễn Ngữ vừa đứng lên một nửa, nghe Giang Khải nói vậy hai người suýt nằm thẳng xuống. Vương cấp. Khải đội, có phải ngươi uống trộn rượu của ta rồi không? Khải đội, chúng ta đánh không lại vương cấp, Giang Khải nhìn hai đội viên này lại không tin tưởng đội trưởng như vậy, tức giận nói, trước đó không phải các ngươi nói dù núi đao biển lửa cũng đi theo ta sao? hiện tại đã thay đổi. Không phải, mấu chốt là. Đừng nói nhảm, đi theo ta. Có thể phát tài hay không chỉ xem lần này, Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ nhìn nhau, chỉ có thể kiên trì thu dọn đồ đạc. Trên đường đi, bọn họ gặp hai bầy thú thống lĩnh, Hồ Ngôn và Nguyễn Ngữ phát hiện đối với một người một đi giết vương cấp, Giang Khải lại dẫn bọn họ đi vòng vèo một vòng to. Khải đội, nếu không chúng ta vẫn nên giết thống lĩnh trước đi, ít nhất dễ đánh hơn vương cấp hồ ngôn nói. Đánh không lại. Giang Khải nói thẳng. Đánh không lại. Trước cuộc khải đội bị điên hay không bị điên, biết đánh không lại cấp thống lĩnh, kết quả lại cảm thấy mình có thể giết chết vương cấp. Nguyễn Ngữ nhìn Giang Khải đi ở phía trước, đưa hai tấm thẻ rượu cho hồ ngôn, lão hồ, cho khải đội một tấm, ít nhất sau khi uống hết sẽ không cảm giác đau. Lão hồ luôn không uống rượu, lần này cũng nhận lấy thẻ rượu. Khải đội thì thôi đi, nhìn dáng vẻ của hắn như không cảm thấy chúng ta đi chịu chết sẽ không uống có lẽ bị cái gì đó kích thích nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải đi theo khải đội cùng lắm thì chết đến lúc đó mặc kệ thế nào khải đội đều phải chết sau chúng ta nguyễn ngữ gật đầu ta cũng nghĩ như vậy hơn một giờ sau giang khải phát hiện bóc phương cấp trong tiên tung cốc con bóc này là một bạch hổ tinh hình thể vô cùng to lớn đơn giản như một ngọn núi nhỏ vẫn là bạch hổ tinh Bạch hổ là loại lợi hại nhất trong tiên tung cốc, vận khí quá xui xẻo. Nguyễn ngữ mắng chửi. Xung quanh bạch hổ tinh vương cấp còn có rất nhiều cấp thống lĩnh, cấp chiến tướng, tinh anh bạch hổ đang nhàn nhã đi dạo khắp nơi, trong đó không thiếu một số biến dị. Tiểu đội hỏa thần chỉ có thể mai phục ở chỗ rất xa. Giang khải cau mày, không biết cây kiếm nát kia có thể giải quyết luôn những thứ này không? Được rồi, dù sao tinh phách đã không có cách nào thăng cấp, có thể giết vương cấp đã cảm ơn trời đất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.